Định dạng phông chữ là quy định cách trình bày về kiểu chữ, kích cỡ chữ cho một ký tự, một từ hay một nhóm từ. Thông thường bạn có hai cách để định dạng là định dạng trước khi nhập từ và định dạng sau khi nhập từ. Và bạn cũng có hai cách để sử dụng định dạng, đó là sử dụng hợp hội phông và sử dụng các biểu tượng có sẵn trên thanh công cụ hoặc các phím tắt để định dạng. Đầu tiên, để thực hiện việc định dạng kích cỡ chữ và phông chữ, bạn hãy chọn vào nhóm định Home. Tiếp theo, nếu bạn muốn định dạng lại phông chữ cho một đoạn văn bản nào đó, bạn hãy quét khối đoạn văn bản đó. Quét khối xong, bạn hãy nhấn chuột chọn vào ô phông. Tức thì một loạt tất cả các danh sách phông chữ có sẵn trên máy bạn sẽ được hiển thị cho bạn lựa chọn. Lúc này, khi nhìn trên trang văn bản, bạn sẽ thấy đoạn bạn vừa mới thay đổi phông chữ thì phông chữ sẽ khác với tất cả các đoạn khác trên trang văn bản. Còn nếu như bạn muốn thay đổi lại kích cỡ hiển thị ký tự trên văn bản, bạn hãy click chọn vào ô phông size. Một danh sách gồm tất cả các thông số cho cỡ ký tự hiển thị, bạn hãy lựa chọn một cỡ ký tự thích hợp. Ngoài ra, bạn cũng có thể tăng mỗi lần một đơn vị kích cỡ bằng cách click chọn vào biểu tượng Pro Font. Nếu muốn giảm mỗi lần một đơn vị kích cỡ, bạn click chọn vào Trim Font. Nếu như muốn in đậm ký tự lên, bạn hãy nhấn chọn vào biểu tượng Bold. Và in nghiêng cho ký tự bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng Italic. Và gạch dưới tất cả các ký tự bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng Underline. Khi đã áp dụng xong, nếu bạn muốn loại bỏ tất cả các chế độ như in nghiêng, gạch dưới và in đậm, bạn hãy nhấn chuột chọn lại các chế độ này thêm một lần nữa. Nhấn chuột chọn vào chế độ nào thì chế độ đó đã áp dụng sẽ được loại bỏ. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện việc định dạng trong hợp thoại phông bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng lệnh phông trên thanh công cụ. Tức thì hợp thoại phông hiển thị, bạn hãy chọn lại phông chữ cần định dạng trong ô phông. Mỗi khi bạn thay đổi sự lựa chọn, thì khung review sẽ hiển thị cho bạn xem trước tất cả các kết quả của sự lựa chọn đó. Và bạn cũng có thể tăng giảm cỡ chữ trong ô size. Và cũng có thể thay đổi các tính năng khác trong ô effect. Bạn nên chú ý ra, mỗi lần bạn thay đổi, thì khung review đều hiển thị cho bạn xem trước tất cả những thay đổi đó. Thực hiện xong tất cả các thay đổi, bạn chỉ việc nhấn OK để áp dụng.